Em một tí thôi nha. Nha, con thương em đi. Con thương em nè. Con thương em nè. Thương em sao? Con thương em nè, thương em. Thương em. Con thương em đi. Nhìn đây. Thương em nè. Thương em. Bảo Châu. Này, con thương em nè, con thương em đi. Nhìn đây. Thương em nè. Thương em sao nhở? 337 thương em sao? Thương em sao? Hả? Bảo Châu, thương em sao? Hả? Đây là em Khánh Vân nha. Em Khánh Vân hôm nay là tròn một tháng nè. Hai em kìa, em nấm kìa. Chị Na gọi em đi, chị Na thương em đi. Chị Na, thương em đi. Chị Na trông em nha. Nha. Chị bảo cho ra chơi với em này. Ơi gì hả em ơi? Đấy. Thương em nè. Thương em sao? Bảo Châu thương em nào? Thương em nào? Thương. Quý em cả. Thương nào? Thương. Chị Na đu đưa hả? Chị Quỳnh cũng đưa em. Chị Na. Chị Quỳnh là mẹ. Cứ quen là chị Quỳnh. Chị Na đưa võng em. Chị Na đưa võng em. Hôm nay là đầy tháng của em Khánh Vân này. Bảo Châu đâu? Nhìn này, nhìn này. 1, 2, 3. Ê, ê. Này, 1, 2, 3. Rồi, bác Tâm vào đi này. Đây, đi xin em đi. Thôi, đưa em. Mừng tuổi em hay ăn trống lớn nha. À. Ngày xưa chị Bảo Châu cũng đến giờ là ngủ á. Bà nội ơi. Bà đứng gọn vào để bà quay chụp hình này. Hai. Rồi, bà ngoài mừng tuổi cho bé này. 1 2 3 này, như này, như này. 1 2 3. Rồi. Này. Rồi thì bà cũng được. 1 2 3. Đấy. Đấy, em Khánh Vân này. Đấy, chúc em hay ăn trông lớn nhá. Một ai ở các bạn hả? Vào đây này. Này chị Na này, chị Na ơi. Một hai ba. Rồi rồi.